các bạn, bây giờ là sáng chủ nhật vào lúc 12 giờ và hôm nay trời rất là nóng, cái tuần này rất là nóng. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi Warin. Thì chủ nhật weekend nó ngắm hay ra đây ngoài chơi. Ok, let's go. Taco Bell, Warin. Someone sing a song, no? Someone so quiet now. Zoom. Đến nơi rồi các bạn ơi. Mua distilled water nè các bạn. Cần mua cái Dove này để tắm, đến lại mua Costco thì 3 chai rẻ hơn nha. Thôi bây giờ mình cần gấp thì mua thôi các bạn ơi. Một bịch chip cay. Ok. Đây là tiệm Warin ở Mỹ. Tiệm Warin ở Mỹ là một cái tiệm bán thuốc tây giống như CVS vậy. Và trong này họ có bán những cái đồ mà dùng ở trong nhà và thức ăn nữa. Thì có là nước uống, thì có chip và các kẹo cho con nít đó. Họ đang bán để cho lễ Halloween. Và có bán cereal để ăn sáng nè các bạn. Và đây là lễ Halloween, họ bắt đầu bán những cái đồ trang trí ma quỷ cho vui. Cái lễ Halloween là một cái lễ vui của trẻ em. Và họ có bán thuốc tây và có hoa nữa các bạn. Hey, that's right. I could see it. Oh no. A very good husband. Đi chợ có người xách đồ. Hôm nay chủ nhật hơi vắng các bạn. Trời nắng rất là đẹp. Sau khi đi Warin thì nắng ấm và chồng nắng ấm quyết định đi Ross. Ross là một cái tiệm bán đồ trang trí trong nhà, quần áo và tất cả mọi thứ. Giá rất là rẻ và chất lượng thì cũng ok thôi. Thì thường nắng ấm vào đây để mua những cái đồ trang trí trong nhà. Tại vì những cái đồ đó mình cũng không cần phải mua quá xịn. Ở trong này thì đồ bán cũng rất là đẹp. Nhiều lúc hên xui thôi thì họ bỏ vào trong Ross. Thì lâu lâu nắng ấm dạo qua chơi và nhiều lúc thích cái gì thì mua, còn không thì thôi. Thì trong khu shopping này có Party City là cái khu bán đồ chơi và đồ trang trí cho mấy cái tiệc tùng.
và có nhiều cái tiệm khác nữa, và có cái nhiều cái tiệm mới xây, và nên chỗ đậu xe nó rất là lớn. Thì bây giờ thôi mình bắt đầu đậu xe và đi vào Ross thôi. Đây là trước cửa tiệm Ross nè các bạn. Thì thường các bạn qua Mỹ thì hãy ghé tiệm Ross thử xem, giá thành thì rẻ và cũng có rất là nhiều đồ để mua. Trong này khi các bạn bước vào thì rất là nhiều kệ để đựng đồ, thì có quần áo, giày dép, đồ ăn và ra nệm nữa, không thiếu một thứ gì hết. Và thường người Mỹ ở đây họ cũng thích đi Ross. Đây là giày của đàn ông nè các bạn, cũng có giày của nữ, nhưng mà vào Ross thì các bạn cũng khó mua giày lắm, tại vì họ ít size lắm, size nhỏ thì ít, toàn là size lớn thôi. Đây là khu bán đồ cho trẻ em. Hello các bạn, Nắng Ấm đang có mặt ở Ross. Bây giờ Nắng Ấm sẽ đi mua một cái cây gì đó để trưng trong cái phòng để quay phim thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhé. Ăn ghế nè các bạn. Đang dụng cụ nhà bếp nè các bạn ơi. Trong Ross có bán rất là nhiều tranh đẹp. Ở trong này có rất là nhiều loại, giống như tranh có con voi, có những cái chữ nghe hay. Thì tranh trong này rất là rẻ, dao động từ khoảng 5 đô Mỹ cho tới 50. Và có những bức tranh lớn thì cỡ có 30 đô thôi. Nhiều lúc các bạn thích thì đem về để trang trí nhà cửa thì cũng rất là vui. Họ có bán những cái ly màu sắc sặc sỡ và những cái hoa khô để chúng ta có thể trang trí theo ý thích của mình, có nhiều mùi khác nhau và nhiều màu nữa. Trong này thì các bạn có thể tìm những cái đồ trang trí độc và lạ, và có rất là nhiều đồ made in Việt Nam nữa các bạn. Và đây là những cái ghế furniture ở trong này, thì các bạn có thể kiếm được đồ nhà bếp và ghế bàn, giá cũng rất là good. Thôi bây giờ chắc Nam Âm đi về, không có mua được gì tại vì cũng không có gì thích á, cho nên đi chơi cho vui thôi. Bây giờ bắt đầu đi về. Want to sing a song, no reply. I can sing to your door. No reply. No one want to sing with me though. What is the first sentence? It's happened once before. It's happened once before. I came to your door. I can. It's happened once before. I came to your door, no reply. They said it wasn't you. They say it wasn't you. I saw you peek through. I saw you peek through the window. The window, no reply. The second one. We should record that song when we get home. Okay, so let me remember the lyric. It's happened once before. This happened once before. This, I came to your door, no reply. All right? All right. Các bạn, bây giờ là 3 giờ chiều.
Chủ nhật nắng ấm mới, xào thịt bò rau cải. Trong này có thịt bò, có rau cải nè, rồi có cà chua, có ớt Đà Lạt. Vậy thôi, thì xào thì dễ thôi, đường, nước mắm, chút xíu tương đen, chút xíu tương cà và tiêu, vậy là ngon rồi, ok. Có ai thèm không? Hôm nay trời nóng quá, và có mấy quán các bạn. Mình sẽ cắt dưa hấu ăn thôi. Thấy dưa hấu vỏ mỏng không mà đỏ không? Ok, cắt thôi. Ok, Nắng Ấm đã cắt xong đĩa dưa hấu rồi. Các bạn nhìn có hấp dẫn không? Bây giờ Nắng Ấm sẽ bỏ đĩa dưa hấu này vào tủ lạnh để chút nó lạnh lạnh ăn nó mới hấp dẫn nha. Wendy set out to improve their grilled chicken sandwich.